Trong diện tích gần 50m², gia đình anh Bùi Trung Xuyên, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự chăn nuôi tổng cộng 18 hộp dế, trong đó đa phần là dế thương phẩm cung cấp cho các quán ăn, cơ sở nuôi cá và chim kiển. Khi nuôi dế thì tốt nhất là cái nguồn dao sống đó, là phải cho nó sạch, tránh những cái dao mà đứt hái ở gần ruộng đất dãy người ta xịt thuốc đó, nó sẽ bay những cái thuốc nó qua mình, họ vô tình mình vứt về ăn thì con dế nó bị trúng độc nó chết hết. Nó thì nó ăn tạp cái gì nó cũng ăn hết, nhưng mà quan trọng là cái nguồn dao cho nó sạch sẽ là nó được thôi. Cái thứ hai nữa là mình nuôi thì phải bảo quản kiến mà nó vô thì nó tấn công sạch mấy con dế hết. Dế từ khi nở cho đến lúc xuất bán kéo dài khoảng 1 tháng, nếu vào đợt xuất chuồng sẽ cho ra thị trường khoảng 180 kg thương phẩm với giá dao động từ 80 đến 120.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, mỗi tháng anh thu về lợi nhuận gần 10 triệu đồng. Dế bố mẹ được nuôi trong một hộc riêng, tới ngày sinh sản, giá thể để dế đẻ là khay mụn dừa. Từ 3 đến 5 ngày, giá thể trong khay sẽ được lấy ra và cho vào một hộc khác để nở. Sau khi tách nở, mật độ dế nuôi trong chuồng sẽ được điều chỉnh phù hợp với quá trình tăng trọng của chúng để hạn chế bệnh.